Quyển sách này bao nhiêu? 495.000. Nếu mà so với cái quyển này, so với cả cái quyển của nợ nào, cái quyển tiếng Anh từ lớp 1 cho đến lớp 12 á, thì 12 cái quyển đấy cộng cái giá tiền nào ấy chắc là đắt hơn quyển này, mà cái khả năng hay là cái hiệu quả nó chắc bằng 1/100, 1/1500 luôn. 1/1500. Đây, quyển sách của chúng ta hack não 1500 là sao? À, tức là đây là sách học từ vựng à. Cái phần mục lục này nó cũng theo bài học, nói chung là 50 bài học trải dàn của các chủ đề khác nhau. Vậy tức là mỗi cái chủ đề nó sẽ có kiểu khoảng 30 từ vựng cho một chủ đề, 50 chủ đề, 30 từ vựng cho một chủ đề, nhưng mà đơn giản. Cái ấn tượng đầu tiên là nhìn hình vẽ rất là dễ thương này, trông nhìn buồn cười. Chứ còn cái thời của mình á, sách tiếng Anh còn chả có hình. Có một cái hay đó là cái sách này nó có giải thích cả bằng tiếng Anh, tức là từ điển Anh và Anh Việt luôn. Thường các bạn học vậy thì mình khuyến khích các bạn nên học sử dụng những cái mà nó có từ điển kiểu giải nghĩa bằng tiếng Anh luôn. Bởi vì tiếng Việt thì nó cách giải nghĩa nó không có sát. Một cái từ nó không nói hết được cái hàm ý của cái tiếng Anh. Tiếng Anh nó sẽ nói không chỉ có cái chữ đấy mà nó nói trong cả cái nội dung, hoàn cảnh, khi nào dùng cái từ đấy, thời gian nào, địa điểm ra làm sao, lúc nào. Mình nghĩ là nó cũng không kiểu theo kiểu là bài càng lên càng khó đâu, mà bởi vì nó theo chủ đề mà. Earth này, planet này, galaxy này, mind-blowing. Mind-blowing thì nó thiên về cảm xúc của mình là bất ngờ, hay là cảm thấy nó wow, hoành tráng, thì nó là một cái tính từ thì nó dùng trong cái chủ đề nào cũng được. Đi học cũng mind-blowing được, đi chơi mind-blowing được, đi khóc cũng mind-blowing được. Không, cái điểm là một vài từ chia vào những cái chủ đề nó cũng chưa hẳn là nó quá chuẩn, bởi vì từ đấy nó sẽ mang những cái nghĩa nó rộng hơn rất nhiều, dùng được trong mọi hoàn cảnh. Những cái quyển như này là những quyển để học về từ vựng và để học về phát âm, chứ không phải để học về ngữ pháp. Hãy kiểm tra xem phát âm của bạn đạt bao nhiêu phần trăm so với người bản xứ của APEC nữa. Đâu, thử kiểm tra nào. Ở đây nó có cái ghi âm nói thử để xem là mình phát âm có giống không. Cái này thì cứ beginning 83%. Beginning. Úi giời, 100% luôn. Cọp. Chưa đúng rồi, kiểm tra cũng chuẩn phết nhỉ. Ok. Bài tập mà cho làm thì mình không có nhận xét gì nhiều lắm. Tuy nhiên nó có phong phú ở những cái để kiểm tra về giọng nói, kiểm tra về cách nói, cách phát âm. Đấy là cái quan trọng nhất. Mình học những cái này là chủ yếu mình học về phát âm. Mình nghĩ là cái quyển sách này nó là khởi điểm thôi, cho những cái bạn mà thứ nhất là mất gốc nhiều trong cái từ vựng, thứ hai là mới bắt đầu, hoặc thứ ba là đang cần bắt đầu nhanh lại, và một cái gì đấy nó rất là kiểu thực tế, chứ không phải là những cái mà học 12 năm phổ thông tiếng Anh như ở Việt Nam mất thời gian, nó không thực tế. Như kiểu là 12 năm cấp 3, 12 năm phổ thông á, là có rất nhiều cái thứ lung tung beng cả lên. Có những thứ thì dễ quá, có những thứ thì khó quá, có những thứ thì nó rất là irrelevant, nó không có liên quan đến cái lúc mình đang học, đúng không? Không ai nói như thế rồi, không ai dùng như thế rồi. Như kiểu bây giờ vẫn kiểu hello, I'm fine, thank you, how are you, mấy cái đấy. Nó không có dùng theo cái kiểu mà dập khuôn như vậy. Đấy. Từ bé đến lớn chưa bao giờ có một cái quyển sách cấp 3 hay quyển sách tiếng Anh ở trong trường nào mà nó có một cái từ nó gọi là nightclub. Đó. Nó khá là trẻ, khá là gần gũi và nó không có xa vời. この。 오, 오지 마세요, 오지 마세요. 내려오라. 대한민국에 참 잘 오셨어요. 귀순 용사신 거죠? 뭔가 착각하는 것 같은데 그쪽이 북이 온 거요. 북한? 놀 거야? 여기가 어떻게?